Chu Jae-suk khiến nhóm Breaker vô cùng cảm động tại Running Man. Breaker, nhóm nhạc idol hiện đang nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc, gần đây xuất hiện trong một tập phát sóng của Running Man. Sau khi kết thúc ghi hình, bốn cô gái đã có bài phỏng vấn với một tờ báo Hàn Quốc, gửi lời cảm ơn đến các thành viên chương trình cùng ekip, đặc biệt là MC quốc dân Chu Jae-suk. Cụ thể, các thành viên của Breaker chia sẻ, Running Man là một trong những chương trình chúng tôi muốn xuất hiện nhất. Chúng tôi rất lo lắng vì thiếu kinh nghiệm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên và các thành viên, chúng tôi đã có thể ghi hình một cách thoải mái. Không những thế, Breaker còn tiết lộ, MC quốc dân Chu Jae-suk đã khiến họ vô cùng cảm động. Trong giờ nghỉ, tiền bối Chu Jae-suk đã đích thân nấu mì ramen cho chúng tôi. Điều này thực sự khiến chúng tôi cảm động. Trước đó, Chu Jae-suk đã gặp Breaker khi ghi hình tại chương trình You Wish on the Block. Tại đây, MC quốc dân đã thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho hậu bối bằng cách tặng kèm chữ ký cùng lời chúc. Thật vui khi gặp lại các bạn sau 10 năm, chúc các bạn gặt hái được nhiều thành công, chúc Breaker may mắn. Từ trước đến nay, Chu Jae-suk vốn đã nổi danh là ngôi sao sở hữu nhân cách vàng của KBIS, được người dân cả xứ Kim Chi yêu mến. Diễn viên hài Kim Shin-yeon cũng từng kể lại một câu chuyện khiến cô thấy rất biết ơn MC quốc dân Chu Jae-suk. Năm đó tôi chỉ ở độ tuổi 20, lần đầu tiên tôi được mời làm thành viên cố định trên show Come to Play và bắt đầu sự nghiệp diễn viên hài. Thế nhưng suốt cả buổi tối, tôi không nói được lời nào, cũng chẳng theo kịp cuộc trò chuyện của mọi người. Tôi xấu hổ vô cùng và bắt đầu miên man suy nghĩ, bản thân chỉ có thể như vậy thôi sao? Rồi đột nhiên, Chu Jae-suk đến gặp và nói riêng với cô rằng, anh xin lỗi do anh chưa chăm sóc nhiều cho em. Anh biết rõ trong lòng em sẽ tổn thương khi trở về nhà, mà cả buổi quay không nói được câu nào. Không phải vì em không tốt, đó là sự thiếu sót của anh. Tuần tới, anh sẽ chú ý nhiều hơn nhé. Chính những lời động viên đó đã khiến Kim Shin-yeon bình tâm lại, đồng thời gạt bỏ suy nghĩ rút lui khỏi sự nghiệp diễn viên hài. Nếu không, là giải trí đã không có một Kim Shin-yeon bản lĩnh như hiện tại. Trong các chương trình tập kỹ ghi hình tại trường quay, sự dẫn dắt của anh khiến các khách mời tham dự vô cùng thoải mái. Ví dụ như Happy Together, một show có concept là phòng tắm hơi công cộng. Chu Jae-suk không đặt mình ở vị trí chủ nhà để hạch hỏi khách mời, mà đơn giản chỉ khéo léo biến mọi người trở thành những người bạn quen biết đã lâu, cùng tâm sự và vui vẻ bên nhau. Hay như X-Men, trò chơi truyền hình yêu cầu vận động, anh cũng không hề tỏ ra mình là người ngoài cuộc, mà rất chịu khó lăn xả, năng nổ cùng các khách mời. Chu Jae-suk đặc biệt thu phục lòng khán giả qua những show thực tế như Family Outing hay Running Man. Với Family Outing, cái cách mà anh ứng xử với người lớn tuổi vừa thân thiết nhưng cũng rất đúng mực. Sự chân thành của anh tạo cảm giác an tâm khi họ lần đầu đứng trước ống kính máy quay và vui vẻ bộc lộ chính mình. Dù là người nổi tiếng nhưng anh vẫn rất khiêm tốn khi đứng trước mọi người, điều mà không phải bất kỳ ngôi sao nào cũng làm được. Và thực chất, đó không phải là những gì anh cố gắng thể hiện trên sóng truyền hình để được công nhận rằng có nhân cách tốt. Bản thân Chu Jae-suk ngoài đời cũng là một người như vậy, luôn khiêm tốn, chân thành dù ở vị trí nào. Hài hước và dí dỏm trong các show truyền hình, song Chu Jae-suk thực sự là một người có suy nghĩ sâu sắc. Những câu nói hay hành động của anh có khả năng truyền cảm hứng tới rất nhiều người. Nhìn lại những năm tháng thanh xuân của mình, anh chia sẻ, tôi đã phí hoài tuổi 20 của mình vào những việc vô nghĩa. Dù các bạn có làm việc gì, dù chỉ để cho vui thôi, tôi xin được khuyên các bạn đừng dùng tuổi 20 của mình một cách vô ích. Câu nói ấy đã đánh động cho những tâm hồn đang ngủ quên, đang lãng phí thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Mọi người thường gọi Chu Jae-suk bằng cái tên trìu mến MC quốc dân, và đó là cái tên mà anh xứng đáng có được sau tất cả những nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhưng trên hết, chính nhân cách tốt đẹp cùng một trái tim chân thành, lương thiện mới là chìa khóa giúp anh đi tới thành công như ngày hôm nay.